Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay với những thông tin đáng lưu ý sau. Thôn Đại Hạnh, khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Người đàn ông khuyết tật với hơn 40 năm làm đồ chơi truyền thống. Lại tái diễn tình trạng giặc cưới lấn đường ở thành phố Hưng Yên. Trong một góc nhìn văn hóa tuần này là phóng sự vẫn tràn lan đồ chơi không xuất xứ, thiếu tính giáo dục. Đình, chùa Hiến, dấu ấn một thời của phố Hiến sẽ là phóng sự trong mục Tinh hoa phố Hiến. Sau đây là nội dung chi tiết. Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biểu dương là khu dân cư văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2013-2017 bởi thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thôn Đại Hạnh có tỷ lệ gia đình văn hóa cao nhất xã Hoàn Long với 95%, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Các gia đình ở thôn làm cỗ tiết kiệm, không ăn uống linh đình, đồng thời nhân rộng phong trào hỏa táng khi có người thân qua đời. Từ đầu năm đến nay, thôn có 6 người mất thì có 4 người được gia đình đưa đi hỏa táng. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên với phong trào văn nghệ thể thao phát triển sôi nổi. Thôn Đại Hạnh đã thành lập được câu lạc bộ bóng chuyền hơi, cầu lông của hội nông dân, hội phụ nữ và các câu lạc bộ cờ tướng, dưỡng sinh, thơ ca của hội người cao tuổi. Nhân dịp kỷ niệm tháng hành động vì người cao tuổi, Hội người cao tuổi xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi đã tổ chức buổi giao lưu văn nghệ với sự góp mặt của 5 câu lạc bộ văn nghệ gồm: Câu lạc bộ văn nghệ xã Phụng Công, Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, Câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi xã Cẩm Ninh, Câu lạc bộ văn nghệ xã Bình Trì và Câu lạc bộ văn nghệ truyền thống huyện Ân Thi. Thông qua 18 tiết mục ở các thể loại chèo, quan họ, dân ca, ca mới, các diễn viên quần chúng đã gửi tới khán giả những thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, phong trào xây dựng nông thôn mới cùng nhiều phong trào khác của địa phương. Ông Nguyễn Đắc Dùng ở làng Ông Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ sinh ra và lớn lên trong ngôi làng nổi tiếng với nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống. Mặc dù bị khiếm thính nặng, nhưng gần 40 năm qua, ông vẫn cần mẫn làm những chiếc trống bỏi cho các cháu chơi mỗi dịp trung thu. Có một thời gian dài, những chiếc trống bỏi bị lép vế trước những đồ chơi ngoại nhập. Nhưng ông Dùng vì yêu cái nghề của cha ông nên tìm mọi cách để duy trì nghề. Nhiều năm trước, hai vợ chồng ông mang những chiếc trống truyền thống này ra các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng bán, vừa để mưu sinh, vừa để gìn giữ nghề. Ông Dùng có cách để thử trống hết sức đặc biệt, đó là sử dụng khuỷu tay và thanh gỗ để kiểm tra độ căng của mặt trống. Theo ông, mặt trống càng căng thì âm thanh sẽ càng rõ và vang. Mỗi chiếc trống qua các công đoạn móc ra, căng ra, thử trống, dập ghim, ông Dùng làm mất khoảng 15 phút. Khuyết tật đôi tay, nhưng bằng đôi bàn tay khéo léo và sự tinh nhạy của gần 40 năm làm nghề đã giúp ông Dùng làm ra những chiếc trống rất đẹp và âm thanh vang chắc, mang đến cho các cháu những món đồ chơi truyền thống ý nghĩa. Câu lạc bộ múa lân sư tử thành phố Hưng Yên được thành lập đã 5 năm với trên 20 thanh niên biết võ thuật. Các bạn là những người yêu thích nghệ thuật múa lân sư tử và muốn gìn giữ loại hình này để biểu diễn phục vụ các dịp lễ Tết, đặc biệt là Tết Trung Thu. Đây cũng là cách để những bạn trẻ này tham gia vào những hành trình thiện nguyện. Trung Thu năm nay, câu lạc bộ múa lân sư tử thành phố Hưng Yên đã biểu diễn miễn phí cho các em nhỏ tại trường phục hồi chức năng huyện Tiên Lữ và trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên vào tối ngày 10 và 11 tháng 8 âm lịch. Vào đêm Trung Thu, câu lạc bộ xuống đường biểu diễn cho các em nhỏ và bà con nhân dân ở thành phố Hưng Yên. Hoạt động của câu lạc bộ vừa gìn giữ một loại hình nghệ thuật tồn tại từ bao đời, vừa mang đến không khí Tết Trung Thu rộn ràng cho nhân dân và nhiều em nhỏ. Chùa Trà Lâm được xây dựng vào thời hậu Lê, có kiến trúc kiểu chữ đinh với những nét nghệ thuật chạm khắc gỗ thời Lê Nguyễn, đặc biệt hệ thống tượng cổ trong chùa còn nguyên vẹn. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chùa là nơi ở và làm việc của đồng chí Hoàng Quốc Việt và cán bộ trung ương của xứ ủy Bắc Kỳ. Trải qua thời gian mưa nắng, đến nay ngôi chùa đã xuống cấp, bị hư hại khá nhiều, phần mái sập sệ, ngói vỡ, khiến mỗi khi trời mưa nhiều nơi trong chùa bị dột nước. Do xây dựng đã lâu, lại chưa được tu bổ, cho nên tường bị bong chóc và nứt, còn hệ thống cột gỗ cũng bắt đầu bị mối mọt. Chính quyền và nhân dân xã Hiệp Cường đang mong mỏi các cơ quan quản lý văn hóa tiến hành thẩm định để có biện pháp trùng tu tôn tạo ngôi chùa có giá trị này. Hiện nay khi mùa cưới bắt đầu thì trên các tuyến đường của thành phố Hưng Yên lại tái diễn tình trạng giạp cưới lấn đường. Hầu hết các tuyến đường lớn như đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Thiện Thuật, đường Bãi Sậy cũng như các con phố nhỏ như phố Trưng Trắc, phố Tây Thành, phường Quang Trung, phố Chùa Chuông, phường Lê Lợi đều có hiện tượng này.
Các rạp thường rộng gần chục mét nên đã chiếm trọn phần vỉa hè cũng như lấn xuống một phần lòng đường rộng khoảng 3-4 mét, đôi khi nhiều hơn và kéo dài vài chục mét gây cản trở giao thông. Vào những giờ tổ chức tiệc, lượng người đến dự và người tham gia giao thông đông đúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Mặc dù thành phố đã có những kế hoạch cụ thể về việc xây dựng văn minh đô thị, trong đó quy hoạch rõ về vấn đề này, nhưng phần lớn các hộ dân tổ chức đám tiệc không chấp hành nghiêm chỉnh. Rạp cưới lấn đường, cản trở giao thông ở thành phố Hưng Yên đã diễn ra nhiều năm chưa khắc phục, nhưng còn tình trạng nữa. Gần đây, ở đường Điện Biên, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, có một hộ kinh doanh tổ chức lễ khai trương cửa hàng đã lấn chiếm vỉa hè để làm sân khấu. Điều đáng nói hơn cả là hộ kinh doanh này đã mở nhạc quá to ảnh hưởng đến khu phố. Mặt khác, ca sĩ biểu diễn ăn mặc hở hang phản cảm ngay trước đám đông giữa phố. Đây là điều không phù hợp với thuần phong mỹ tục và không nên diễn ra ở một khu phố văn minh. Qua sự việc trên, thời gian tới đề nghị chính quyền phường Quang Trung nói riêng và thành phố Hưng Yên nói chung cần tiến hành nhắc nhở xử lý, không để tái diễn các sự kiện phản cảm và gây ảnh hưởng đến khu phố. Tết Trung Thu là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng đồ chơi dành cho trẻ em có sức mua bán tăng cao. Thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã có kế hoạch kiểm tra kiểm soát, nhưng tình trạng bày bán tràn lan đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, thiếu tính giáo dục vẫn diễn ra công khai. Theo báo cáo của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh, từ năm 2016 đến nay đã xử lý 26 vụ kinh doanh đồ chơi trẻ em, phạt vi phạm hành chính bằng tiền hơn 23 triệu đồng. Đồng thời tịch thu tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Mặc dù công tác thanh kiểm tra được diễn ra thường xuyên, nhưng tình trạng đồ chơi không nguồn gốc xuất xứ mang tính bạo lực vẫn được lưu hành trên thị trường. Trong quá trình kiểm tra cũng có phát hiện những các cửa hàng bán lẻ có những đồ chơi mà họ nhập ngoài hoặc là có những đồ chơi mang tính chất kích động, thì chúng tôi cũng đã tiến hành nhắc nhở và thu lại. Đây là những hình ảnh nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận được tại các quầy hàng trên địa bàn huyện Khoái Châu. Từ các đại lý cho đến các điểm kinh doanh nhỏ lẻ vẫn bày bán tràn lan các sản phẩm đồ chơi không tem mác, mang tính bạo lực như các loại súng, dao, kiếm, cung tên, vũ khí mô phỏng các nhân vật siêu anh hùng trong phim. Những đồ chơi này vừa thiếu tính giáo dục, không đảm bảo chất lượng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng, bởi ngay cả những người bán hàng cũng chẳng biết đồ chơi xuất xứ từ đâu. Không biết ở đâu mà người ta bán, mà chỉ biết là người ta giao thì tôi mua thôi. Đồ chơi trôi nổi với kiểu dáng phong phú, màu sắc bắt mắt, không có tem mác, giá lại rất rẻ, chỉ tầm vài chục nghìn một món đồ chơi. Nhiều sản phẩm không có thông tin, hoặc nếu có thì lại toàn là chữ Trung Quốc. Đặc biệt là những loại đồ chơi này thường nhái lại các nhân vật đang hot nên được rất nhiều trẻ em ưa thích. Con có cung tên, robot, súng bắn khủng long và súng phun nước ạ. Việc đồ chơi thiếu tính giáo dục vẫn tràn lan trên thị trường, không chỉ bởi được các em nhỏ yêu thích, mà còn do sự chủ quan từ phía các bậc phụ huynh, coi nhẹ sự ảnh hưởng của những loại đồ chơi này với trẻ. Thì con thích đồ chơi gì thì mẹ cũng hay mua cho cháu. Rất nhiều các em bây giờ có cái xu hướng bạo lực nhiều trong hành vi, vì cái việc là chơi nhiều cái trò chơi đấy, và nó trở thành một trong những cái hành vi mà đứa trẻ không kiểm soát. Chính vì thế sau này nó có thể có những cái hành vi lớn hơn, mạnh hơn mà nó không biết rằng đấy là những hành vi bạo lực. Trẻ em tiếp xúc nhiều với những loại đồ chơi bạo lực thiếu tính giáo dục, về lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn tới việc phát triển tâm sinh lý của trẻ. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên đề ra những tiêu chí để lựa chọn đồ chơi an toàn cho trẻ. Để trước khi các đồng chí, các bạn mà mua đồ chơi cho con em mình sử dụng thì chúng ta sẽ chú ý một số những cái điểm như sau. Chúng phải có những cái tem nhãn rõ ràng ghi bằng tiếng Việt và có địa chỉ và số điện thoại để chúng ta cần thiết để liên hệ, và trên cái đồ chơi trẻ em mà đã được nhập khẩu hoặc được sản xuất trong nước thì cũng phải có dán cái tem CR là về quản lý về chất lượng theo đúng quy chuẩn 3 năm 2009 của Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành. Hiện nay trẻ em vẫn phải chơi với những thứ đồ chơi độc hại, nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng và người tiêu dùng hãy cùng vào cuộc để kiểm soát, ngăn chặn những loại đồ chơi mang tính bạo lực, thiếu tính giáo dục và không đảm bảo an toàn đang được bày bán tràn lan như hiện nay. Đình Chùa Hiến nằm trong quần thể di tích Phố Hiến đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.
với những giá trị của phong cách kiến trúc đồ sộ qua các thời kỳ, đình chùa Hiến còn là cơ sở khoa học để các nhà sử học nghiên cứu, khám phá về sự hình thành và phát triển của phố Hiến một thời. Tham quan di tích đình chùa Hiến, chúng ta không những được thụ hưởng những điều thú vị trên mà du khách còn được thưởng thức vị nhãn ngon ngọt của cây nhãn tổ ở phố Hiến. Đây là cây nhãn đã được xác lập vào sách kỷ lục Việt Nam. Theo các tài liệu và truyền ngôn của nhân dân địa phương, thì đình chùa Hiến được xây dựng trên một khu đất được bồi đắp sớm, là trung tâm bến cảng của phố Hiến xưa. Phía trước là con đường phố Hiến sầm uất một thời và là dinh thự của Hiến Doanh, tức đại bản doanh của trấn Sơn Nam, nên ngày nay dân gian lấy đó để đặt tên cho di tích là đình chùa Hiến. Đình chùa Hiến được thiết kế nằm liền kề nhau. Đình Hiến nằm phía bên trái, được khởi dựng vào khoảng thế kỷ thứ 13 để thờ quan thái giám họ Du đời nhà Tống Trung Quốc. Ông là người có công với triều đình nhà Tống và cũng là người có công trong việc phụng sự Dương Quý Phi nhà Tống lánh nạn xuống phía Nam và tuẫn tiết ngoài biển. Về sau, bà được phong là hải thần và trở thành một trong tứ vị thánh nương trong dân gian Việt. Viên thái giám họ Du đã thoát nạn về vùng Sơn Nam và lập đền thờ bà, nay đền mẫu thờ Dương Quý Phi thuộc phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Sau khi viên thái giám qua đời, nhân dân đã dựng đình riêng để thờ. Hiện tại phía sau đình Hiến vẫn còn ngôi mộ của quan thái giám họ Du. Bên trong hậu cung còn giữ được đôi câu đối: Thế trạch trường tồn ơn đức thánh, hoa dân vạn đại nghĩa thành hoàng. Theo truyền thuyết của nhân dân ở đây, thì trong thời gian quan thái giám họ Du ngụ tại đây, ông đã dạy người dân nghề canh nông, trồng dâu, nuôi tằm, đánh bắt cá, rồi nghề thủ công buôn bán. Chính vì vậy mà đời sống của người dân ở nơi đây luôn ấm no, hạnh phúc. Ngày nay phát huy truyền thống của tổ tiên, cư dân vùng phố Hiến vẫn giỏi nghề nông và thạo nghề chế biến nông sản thực phẩm. Đình Hiến được tu sửa lớn vào thời Lê và thời Nguyễn. Năm 2001, Đình Hiến lại được Bộ Văn hóa Thông tin cấp kinh phí để bảo tồn trùng tu lại. Cũng như những ngôi đình khác ở đồng bằng Bắc Bộ, kiến trúc Đình Hiến không có gì khác nhiều. Tuy nhiên, về quy mô kiến trúc thì khá đồ sộ, nhất là hệ thống điêu khắc gỗ. Các cây cột ở nhà tiền tế đều to, khỏe, bằng gỗ lim. Các bộ vì tại gian trung tâm khá tinh xảo, thể hiện tín ngưỡng của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Những hình tượng đầu hổ phù này có hình dáng khá đẹp, mồm ngậm chữ thọ, mặt bè, mũi nổi khối, được các nghệ nhân chạm khắc công phu, tạo cho bộ vì tránh được sự khô cứng mà vẫn giữ được vẻ đẹp của kiến trúc thuần Việt. Tại gian giữa còn nhiều mảng kiến trúc điêu khắc khác như hình tượng con rồng rất dữ tợn và các đề tài tứ linh tứ quý. Những hình tượng này thể hiện rõ nét đặc trưng của kiến trúc thời Lê. Cửa ngọc, tòa vàng, Phật đã đắp cao nền bảo thiện, thôn hoa, chùa Hiến, sư càng mến cảnh luyện tâm kinh. Đó là hai câu thơ khái quát về chùa Hiến, ngôi chùa nằm ở bên phải đình Hiến. Chùa có tên là Thiên Ứng Tự. Tương truyền, chùa được xây dựng từ thời Trần, niên hiệu Thiên Ứng của vua Trần Thái Tông năm 1232-1250 do Tô Hiến Thành, quan đại thần nhà Lý Hưng Công xây dựng. Những năm 1625 và 1790, chùa được trùng tu lại. Chùa Hiến có bố cục kiểu kiến trúc nội công ngoại quốc, gồm tiền đường, thiên hương, thượng điện và ba mặt là hành lang. Giữa thượng điện là tượng Quan Âm Nam Hải ở thế ngồi, có 8 đôi tay bố trí đăng đối. Đầu tượng đội mũ chạm hoa cúc, sen, phổ dung. Phía trước là tượng tứ vị Bồ Tát ngồi trên tòa sen, khuôn mặt đầy đặn trang nghiêm. Các pho tượng này đều có niên đại ở thế kỷ thứ 19. Trên thượng điện chùa Hiến đặt ban thờ nổi bật tượng Quan Âm Nam Hải cùng tứ vị Bồ Tát
thể hiện tâm lý sùng bái vị thần, có nhiều phép cứu giúp chúng sinh trên sông, trên biển. Đây là đặc điểm khác biệt trong bố cục thờ tự của chùa Hiến so với các nơi khác. Đó là nơi có nhiều thương nhân trong và ngoài nước đến sinh sống và buôn bán. Đây là tấm bia Thiên Ứng Tự, bia ký Trùng Hưng Công Đức, được dựng vào năm Vĩnh Thịnh thứ 5, 1709, ghi lại việc góp công của để tu sửa chùa. Có 481 người, có quê quán ở nhiều vùng khác nhau, trong đó có 56 người Trung Quốc. Qua tấm bia này thì chúng ta đã phần nào hình dung được về đô thị cổ phố Hiến, nơi có hội tụ nhiều cư dân đông đúc đến để buôn bán. Trên tấm bia này còn ghi nhận, phố Hiến Nam nổi tiếng là nơi đô hội Tiểu Tràng An của bốn phương, và trụ sở Ty Hiến Sát Trấn Sơn Nam đóng ở đất Hoa Dương. Chùa Hiến còn nổi tiếng bởi có cây nhãn tổ, nhân dân thường gọi là cây nhãn Tiến Vua, nằm ở phía trước cửa chùa. Đây là cây nhãn đường phèn có dáng hình đẹp, mã lụa, quả to, cùi dày, hương thơm vị ngon ngọt đặc sắc nhất của vùng phố Hiến. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng mô tả, mỗi lần bỏ vào miệng thì tận trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh ngọt trời cho. Mỗi mùa nhãn chín, nhãn thường được chọn hái dâng Đức Phật, cúng thần thành hoàng và để quan lại địa phương Tiến Vua. Thân cây chính đã già cỗi, bỏ ruỗng, gãy đổ, chỉ còn một nhánh được đắp vun gốc. Chăm sóc phát triển thành cây hậu duệ, hiện diện như một biểu tượng của giống nhãn đặc sản phố Hiến Hưng Yên. Theo nhiều tài liệu thì chùa Hiến còn gắn với một sự kiện lịch sử. Đó là vào thời kỳ vua Quang Trung bị quân Nguyễn Ánh đánh đuổi, bà Ngọc Hân công chúa đã có lần về lánh nạn tại khu vực chùa. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, khoảng những năm 1949 đến 1954, đình chùa Hiến là trụ sở của địch. Địch đã bắt nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân về tra tấn tại đây. Di tích đình chùa Hiến hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển của đô thị phố Hiến. Nghiên cứu và khảo sát tại di tích thì sẽ cho chúng ta thấy được những giá trị xưa của một vùng đất đã từng một thời phồn thịnh, hiểu được về đời sống kinh tế, văn hóa và tín ngưỡng của cư dân vùng phố Hiến. Ngoài ra, qua di tích thì chúng ta cũng đã hiểu được cư dân vùng phố Hiến đã có sự giao lưu mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa với cư dân của nhiều quốc gia khác nhau như Trung Quốc, Ấn Độ, Hà Lan. Và mặc dù có sự giao lưu mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, song di tích vẫn giữ được nét kiến trúc thuần Việt, không hề có sự lai căng, pha trộn với kiến trúc của Trung Quốc hay một quốc gia nào khác. Với những giá trị về kiến trúc lịch sử, đình chùa Hiến đã được nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1992. Ngày nay, đình chùa Hiến là di tích quan trọng thuộc quần thể di tích phố Hiến đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Nơi đây đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng được du khách trong và ngoài nước biết đến. Đáng chú ý, với việc khôi phục các lễ hội văn hóa dân gian phố Hiến tổ chức hàng năm vào đầu tháng 3 âm lịch được gắn với các di tích đã góp phần tái hiện về một vùng đất trên bến dưới thuyền xưa đã đi vào lịch sử với câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh ấn tượng về đình chùa Hiến đã khép lại tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.